Chào mọi người nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cách mọi người cài DevC cộng cộng và sử dụng nó. Nhiều anh em thì bắt chước mọi người tải Visual Code về, nhưng mà không chạy được C cộng cộng. Đây là tại sao? Đây là điều chắc chắn rồi. Visual Code nó chỉ là môi trường Text Editor, không và không thể chạy được nếu như không có G cộng cộng hoặc là MinWin. Đấy mới là chương trình gốc của C cộng cộng, C và C cộng cộng. Đó, chạy này. Đây là lỗi này là đã thiếu G cộng cộng. Đó, kể cả anh em đã tải những cái extension về C cộng cộng của Visual Code, nó cũng không thể làm được. Bởi vì sao? Những cái extension này nó chỉ là để highlight văn bản thôi, đánh dấu, chứ không có tác dụng code C cộng cộng nhá. Vậy thì có hai cách. Một là mình sẽ tải DevC cộng cộng, thực ra nó cũng nhanh thôi. Hai là mình phải cài MinWin. MinWin là gì? Đây, MinWin là một trình biên dịch ngôn ngữ C cộng cộng gốc. Cài Visual Code bắt buộc phải cài MinWin mới chạy được C cộng cộng nhá. Đó, thì ta sẽ kiểm tra xem G cộng cộng version Windows R, CMD, G cộng cộng hoặc là GCC. G cộng cộng là của C cộng cộng và GCC là của C. Nó cũng tương tự nhau thôi. Nếu mà có thì nó sẽ bằng nhau. Các bạn có thể xem bài viết này nha, nó sẽ hướng dẫn đầy đủ cách cài bản mới nhất này. Ở đây thì video này mình sẽ hướng dẫn cài DevC nhá, nó cũng nhanh thôi. Bạn nên Google ghi là DevCPP, xong rồi vào link của southfork.net. Đó, tải về. Nó sau khi tải xong thì nó tầm 30 giây, rất nhanh. Nó sẽ có một chương trình setup hỗ trợ này cho ngôn ngữ này, version này. Chọn đường dẫn. Đó, nó là một cái file và bây giờ nó đã giải nén hết tất cả mọi thứ ra, và những thư viện của nó được nén vào. Cái DevC này thì mình mất tầm 2-3 phút tùy vào máy. Rất nhanh luôn. Xong rồi thì finish. Đó, ở đây thì anh em sẽ chọn index nhé. Nhớ là chọn phông này, không thì nó sẽ phông lên rất là xấu. Đó, bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em chỉnh sửa giao diện nhé. Giao diện bình thường này sẽ rất là xấu này. Đấy, mình sẽ vào Tool Editor Option, chọn Corner ở đây. Mình có thể chọn là vài mẫu có sẵn, xong rồi bắt đầu tùy chỉnh nhé.
Thì mình cũng chưa biết chọn màu nào nữa. Đây nhá. Xong rồi ở đây nó cũng hỗ trợ sẵn rồi. Mình sẽ bấm vào chữ nào này là nó sẽ ra đến phần màu đấy. Mình sẽ custom. Bấm vào INT trước đi. Đây là những từ khóa chính. Thì mình sẽ để màu hồng đậm đi. Những cái ký tự ngoặc. Những cái ký tự này thì mình phải rất chú ý, nên là nên để màu nó sáng lên một chút. Chữ cái. Số này. Rồi, đã nó ok. Ngoài ra thì có thể tùy chỉnh một số thứ khác. Như ở đây nhá. Mình có thể tự chọn. Đó. Trông nó cũng tạm ổn. Anh em nào mà có mắt thẩm mỹ thì có thể cấu hình cho nó y hệt Visual Code cũng được. Nhá. Quên. Bây giờ thì ta lên CMD. Ta thử lại G cộng cộng version. Nếu như là như thế này, có nghĩa vẫn chưa được. Thì ta phải vào thư mục cài đặt của nó. Thường sẽ là C program x86 devcpp minwin. Ta copy này cái thư mục này. Cả pin nữa nhá. Đó. Trong bài viết kia thì mình cũng đã hướng dẫn rồi nhá. Mình sẽ vào Windows tìm environment. Ở mục path ở dưới này nó là các biến môi trường của Windows. Ta mở lên. Ấn new. Paste cái đường dẫn của Minwin vào. Đó. Ok. Bây giờ thử Windows R vào CMD GCC version. Đó. Cài DevC thì nó mặc định là nó sẽ cài G cộng cộng và GCC cho mình nhá. Đó. GCC là của C và G cộng cộng là của C cộng cộng. Hai bản này chắc chắn là sẽ bằng nhau nhá. Nếu ai mà khác bản nhau thì xem lại nhá. Đó. Đó. Xong rồi ở Visual Code thì mình reload lại nhá. Lúc nãy mình vừa reload lại. Hello World. Đó. Một cách khác để ta có thể chạy chương trình này là ta có thể chạy bằng trên CMD. Bây giờ ta có thể chạy bằng chương trình này của mình bằng cách đầu tiên là ta đến thư mục của đường dẫn. Chương trình của mình tên hơi khó tí. Mình sẽ ghi là G cộng cộng. Tên chương trình của mình.
ngạch O là để xuất ra tên chương trình chấm EE hoặc là tên chương trình thôi cũng được nha. Enter. Đó. Xong rồi ấn tên chương trình chấm EE hoặc là tên chương trình không thôi. Đây chính là câu lệnh căn bản của biên dịch C cộng cộng nhé. Đó, Hello World. Và khi ta bấm nút Run của Visual Code, nó cũng sẽ hỗ trợ những cái lệnh này cho mình. Để G cộng cộng tên chương trình, gạch O chương trình và xuất chương trình ra. Hello World. Mình nhắc lại nhé, Visual Code chỉ là trình editor, có nghĩa là môi trường nó thiết lập hỗ trợ với cả hai line văn bản thôi, nó không khác gì Notepad cả nhá. Khi mình cài rồi thì một chương trình Notepad cũng có thể code được. Đó, ta code ở đây. Và xuất ra. Thì chương trình cũng sẽ chạy nhá. Đây mình nhập bừa thôi, chứ chương trình vẫn chạy được bình thường nhá. Đó.